Surabhirayamaj japamandathanam Viramadisikabhanasamadhyami. Con xin quên dụng học là quỷ cảnh xa si dễ uống rượu và các chất sai. Panatipata Viramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin phân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Viramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin phân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Viramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Viramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameryama Chappamadathana Viramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ dữ uống rượu và các chất say. Imani ban jasika bada ni sa tukang katuang bama de nani jakarang samarakita bang. Giữ Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải đáng nguyện giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Ma phạn tê. Dạ, xin vâng. Sì lê na su ga tin gan ti sì lê na po ca sam bác đàn sì lê na ni pu tin gan ti ta sa mai sì lăng vị số tha dê. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng nhờ dữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thú sa thú lành thay, nhà con xin sám hối trước Tam Bảo. Uttamang ye na wande hang parapang sung varu tamang buteyo khalito doso buto khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na wande hang thamman jaduvi thang varang tamme yo khalito doso thammo khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na wande hang sangkhang jaduvitho tamang sangkhe yo khalito doso sangkho kamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con cùng thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Sĩ lạc minh mê bụt thác sẽ thu tà rì bồ tô cho đặc tí nê hoa mạng xê mộc la la nô bồ la tô bí đặc tàn tế dân bạch chí mê mà mạ an an đô kỳ nà sa hoa cha tôn đi xa sa mân ta. Lokabala chinda deva sa pramaka e te sang anupa we na sambe phayao bandha wa ne ka antaraya pivina san tu asem. Sa tu Đức Phật ngự trên đầu với mặt sa lợi khóc quay trái kiền liên hầu.
trước mặt là tâm tạng, sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán, Đức Thích Đổng Phạm Thiên vô a lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Sư A Tà La Thô Sư Vị Tổ Vô Rô Nó Hô Vô Thất Sa Sa Nê A Rô Vô Sư Vị Tổ Hôi Sa Sa Bế Nha Tí Phi Sa Tha La Tham. Sư Vị Tổ Vô Thất Sa Hôi Sa Nha Tí Phi Rô Nó Hô được sự lệ hoa trong mong cho các tin vui mình người sa thú lành thay, con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la kam mang ka ta pang kiri yang mama ka ye na wa cha mana sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no ca tàng phù nha ba lăng mây hàng sát bê pha ghi pha hoàng tu tê ye tàng ca tàng su vi di tàng đình nàng phù nha ba lăng mây ya ye cha ta tha na cha nàn ti đề hoa gần tòa ni vệ đa dung sát bê lô cam hi ye sát ta chi hoàn ta ha ra hê tu ca Manu nhang phô chan nang sáp bê la phan tu ma ma chê ta sa tí. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân Phật thực, xin hãy thỏa thích nhận phần phước Phật thực cho tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàn nô nhà ti nàng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dô. Y đàn quá ta mê buồn nhàng à sa quá khai dô quá hàng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm yên lành để dứt khỏi điều ô nhiễm của ngầm nơi tâm. Con xin đọc bài Đại Tâm Bác Ái. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasatta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yanudisa yasatta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
Sabbe pacimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya satta avera sukhi hontu. Cho tất cả chúng sanh đừng hãy cho được Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oán nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu andikha hontu dikhayukha hontu aroga hontu sampatti hisamicchantu sukhi attanang pariharantu dukkha patta janit dukkha phaya patta janit phaya soka patta janit soka hontu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu. Đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy á, con đã xong phần lễ bái tâm bảo sáng nay. Với những phước lành con tạo được do sự lễ bái tâm bảo và xin thọ trì quy giới, xin hồi hướng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con. Và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều như cả thảy. Và bây giờ là 4 giờ 29 phút sáng giờ Việt Nam. Và không biết sư rảnh tay có mặt trước máy hay chưa. Và nếu có cho con một cái bàn tay tín hiệu để con kính nhường mic lại cho sư. Bắt đầu chương trình sinh hoạt Phật Pháp sáng nay. Và xa thú con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Lễ chư tôn trần lực tăng, xin chào quý cô tu nữ, xin chào chư trưởng nam tín nữ. Hôm nay thì ở Việt Nam tôi biết rằng cơn bão đang hoành hành, bão số 5 và liên tục là cơn bão số 6. Bão ngoài trời, bão trong lòng ảnh hưởng rất là nhiều. Rồi ảnh hưởng đến cái vấn đề đường truyền của mạng. Cho nên có khi được khi không. Quý vị cũng thông cảm ha. Bây giờ nghe được nhưng mà có những lúc nghe không được. Thì đó là ảnh hưởng của thời tiết, của gió bão, rồi thêm những cái vấn đề khác nó làm chi phối chúng ta. Thì mong rằng trong những giây phút nào chúng ta tịnh tâm, chúng ta hướng về giáo pháp thì được giây phút nào hay giây phút đó ha. Bão ngoài trời nhưng mà không có bão trong lòng gì hết, chưa chắc. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cái câu nói người ta nghe rõ ràng như vậy mà dám nói là không có bảo trong lòng. Rồi hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 57. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo.
Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutamo Sapagaru Hichet Thakolo Katsasattha Chaladam Mako Vido Vanda Mahantang Darapu Chanai Yakan. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng, Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng, Tôi Thường Giáo Chủ, Trí Năng Vô Lượng. Tiêu đề Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Còn xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bà đi bồ yá tá sá sá tu nô lô ca nó mạnh thá sá vi nà ca rô cô sáp bà nhu bố thóc bà thị phù thị sanh nhá tô quanh đà má hành tăng ná rắp bù. Trên này giác cần, pháp bảo quy như ánh vàng, như lai xoay sáng, vạt màng, vô minh, phá tan lòng đặc dụng sinh, đầy những Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin lĩnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng, nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô su gá tá sá sa quá cô sê kha su ca mô quá lá thầm má sê kha cô niền đà bá sân sa đi á nà đá rô quá rô hoành đà má hành tăng đá ra pù. Cha này giác cần tăng bảo trên băng Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tần nát tế giá tệ chê nó sẽ thà mê tu quá tha năng ta xà bí à nú pha về nó sẽ hạ xà dê nó sẽ chặt tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần chẳng dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ quý vị nhìn vào bài học ha. Câu Phật ngôn 57. Chê sang sâm ban na si la năng. Chê sang sâm ban na si la năng. Tê sân sâm ban na si la năng. Quý vị thấy một câu chỉ có một đoạn âm à, một câu ha chỉ một đoạn âm à, và chúng ta hãy nhận diện à, để rồi coi như một câu mà thứ bảy cái trường âm mà chỉ có một đoạn âm. Tê sân sâm ban na si la năng à, quý vị đọc quý vị chú ý ha. Rồi câu số 2. Ấp ba ma đa uy hà ri năng. Hà ri năng hay là hà ri năng, chỗ này coi lại đọc mà thấy hơi khẩn khẩn là phải chú ý. Ha ri năng hay là ha ri năng. Alo chữ lý ha, trong bài chữ lý nè. Ấp bập ma ra quy hà ri năng. Ấp bập ma ra quy hà ri năng. Ấp bập ma ra quy hà ri năng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại hai con này. Tê sân sâm ban na si la năng ấp pa ma đa quy hà ri năng. Tê sân sâm ban na si la năng ấp pa ma đa quy hà ri năng. Tê sân sâm ban na si la năng ấp pa ma đa quy hà ri năng. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Sâm ma đanh nha quy mút ta năng. Sâm ma đanh nha quy mút ta năng. Sâm ma đanh nha quy mút ta năng. Và câu cuối cùng. Ma rô mắc găng na huynh đa tí. Ma rô mắc
gần nao quỳnh đa tỳ ma rô mất gần nao quỳnh đa tỳ. Rồi bây giờ chúng ta ôn câu 3, câu 4. Sammadanya vimutta nang ma rô mất gần nao quỳnh đa tỳ. Sammadanya vimutta ta năng ma rô mắc gần na quỳnh đa tỳ. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài. Tê sanh sam ban na si la năng ấp pa ma đa vi hà ri năng sam ma đan nhà vi mu ta năng ma rô mắc gần na quỳnh đa tỳ. Đọc lại ha. Tê sân sâm ban na si la năng ấp pa ma đa vi hà ri năng sâm ma đan nhà vi mu ta năng ma rô mắc gần na quỳnh đa tỳ. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai tương đối dễ hơn. Tê sân sâm ban na si la năng ấp pa ma đa vi hà ri năng Sammadanya vimutta nang ma ro mắc gần na quỳnh đa tỳ. Tê sang sambanna sila nang appa ma đa vi hà ri nang. Sammadanya vimutta nang ma ro mắc gần na quỳnh đa tỳ. Như vậy thì trường âm đóng mà đoạn âm đọc theo giọng kinh chúng ta có hai cách đọc, và quý vị cứ lựa chọn cách đọc nào mà quý vị thấy thích hợp ha. Đọc sao nghe cho nó có hồn, có lực, thì như vậy thì quý vị cứ áp dụng. Rồi ngoài kinh ra thì còn có kệ. Đây là một câu tám từ. Tám từ thì chúng ta chia làm 2, 4, 4 và đọc một lần 2 câu ha. Không biết rằng giọng kệ có 3 loại. Loại thứ nhất là chúng ta đọc từng câu một, từng câu một. Khi cái câu đó nó dài thì chúng ta đọc từng câu một. Còn cái câu nó ngắn 8 từ thì chúng ta cố gắng đọc cách thứ hai, đọc một lần 2 câu. Và cách thứ hai, nếu quý vị thuần thục, nhuần nhuyễn, thuộc lòng, coi như là coi như người ta dùng cái từ gọi là bỏ túi ha, thì quý vị đem ra xài bất cứ lúc nào, có nghĩa là làm liền một hơi, tức là đọc nguyên bài. Đó là cách thứ ba. Nhưng mà cái cách mà dễ nhất á là chúng ta đọc 2 câu. Chắc là nương nhau mà sống, câu lên câu xuống để nó có vẻ du dương trầm bổng, gọi là kệ mà. Thì chúng ta phải khổ hồn vào đó. Khi mà chúng ta đọc kệ, tức là ai khen cũng được, ai chê cũng được, kệ không quan trọng. Mà chúng ta đọc mà chúng ta cảm thấy hay là được rồi. Cái này là tự quý vị cho điểm nha, chứ không phải là kệ là coi như người khác cho điểm là khoái. Không có. Người khác cho, người khác không cho, kệ người ta. Mà mình kệ, mình thấy rằng cả một cái tâm hồn mình, cả một cái tấm lòng, cả một cái nhiệt huyết của mình hướng về cái bài kệ này, thì như vậy quý vị thành công rồi. Quý vị đã hòa nhập vào trong cái bài kệ này. Giọng cao, giọng thấp, giọng vừa, giọng trung, giọng gì không quan trọng. Nhưng mà quý vị đọc mà quý vị thấy hay là thành công. Rồi, bây giờ đọc cái này không biết hay dở. Quý vị đừng có bất chấp ha. Tế sang sam ban na si la nang ap ba ma da vi ha ri nang Sammadanya vimutta nang ma ro mắc gần na quỳnh đa tỳ. Tê sang sam ban na si la nang appa ma đa vi ha ri nang.
Sammadanya we mota nang ma romakang na win date te sang samban na sila nang ambamada we hari nang Sammadanya we mota nang Maromakang nawin dati. Những ai có giới hạnh an trú không phóng dật, chánh trí chân giải thoát, ác ma không thấy được. Rồi sa tu xích mê ta xích kim nhung. Rồi thấy ba bàn tay rất là đẹp. Rồi xin mời quý vị ạ. Nam mô Uthaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin đọc câu Pháp Cú 57 ạ. Tê sang sâm bành na si la nang ap ba ma da vi ha ri nang sâm ma đan nha vi mut ta nang ma ro mắc găng na quỳnh đá ti. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Tê trường âm thao thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sâm banh là hai trường âm nhấn, ná đoạn âm, si la hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá quý hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, rí đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tê sang sâm banh na si la nang ấp ba ma đá quý hà ri nang. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sâm trường âm nhấn, má đoạn âm, đanh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, quý đoạn âm, mút trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma rô hai trường âm thông thường, mắt trường âm nhấn, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, quyên trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, sầm ma đành nhà quy mút ta năng ma rô mắt gần na quyên đá tí. Và con đọc lại hỏi. Tê sang sâm banh na si la nang ấp ba ma đá quý hà ri nang sâm ma đành nhà quý mút ta nang ma rô mắc gần na quỳnh đá ti. Tê sang sâm banh na si la nang ấp ba ma đa quy hà ri năng sầm ma đành nhà quy mút ta năng ma rô mắc găng na quỳnh đa ti. Những ai có giới hạnh an trú không phóng dật, chánh tri chân giải thoát, ác ma không thấy được. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tê sang sâm banh na si la nang ấp ba ma đa quy hà ri nang quy mút ma rô mắc găng
Na Quỳnh Đa Tì. Dạ con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp. À, con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Có không quý vị? Có bị đứt khoảng không? Nghe bình thường không? Ừ, bình thường vậy tốt rồi. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 57. Tê sang sam ban na si la nang ác pha ma da vi ha vi nang sam ma nhà vi mục ta năng ma go mắt gần na huỳnh đa ti tề sang sam ban na si la nang ác pha ma da vi ha vi nang sam ma đành nhà vi mục ta năng ma go mắt gần na huỳnh đa ti. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Tê trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sâm banh hai trường âm nhắn, ná đoạn âm, si la hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phân tích câu số 2. Áp trường âm nhắn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá úy hai đoạn âm, ha trường thông thường, ví đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Tê sang sam ban na si la năng áp pha ma da vi ha vi năng sam ma đành nhà vi mục ta năng ma go mắt gần na huỳnh đa ti. Tê sang sam ban na si la năng áp pha ma da vi ha vi năng sam ma đành nhà vi mục ta năng ma go mắt gần na huỳnh đa ti. Phân tích câu số 3. Sam trường âm nhắn, má đoạn âm, đanh trường âm nhắn, nha trường âm thông thường, quý đoạn âm, múc trường âm nhắn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng cụi hay câu cuối cùng, ma rô hai trường âm thông thường, mắt trường âm nhắn, gân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, huỳnh trường âm nhắn, đá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ và dịch tiếng Việt Nam. Sâm má đành nhà quý múc tà năng mà gồ mắt gần na huỳnh đá tí. Tê sang sâm banh na si la năng áp pha mà đa quý hà vi năng. Sâm má đành nhà quý múc tà năng mà gồ mắt gần na huỳnh đá tí. Tê sang sam ban na si la năng áp pha ma da vi ha vi năng sam ma đành nhà vi mục ta năng ma rô mắt gần na huỳnh đa ti. Tê sang sam ban na si la năng áp pha da áp pha ma da vi ha vi năng sam ma đăng nhà quy mục ta năng ma rô mắc gắn na huynh đá ti. Tề sang sam bánh na si la năng áp pha ma đá quy ha ri năng sam ma đăng nhà quy mục ta năng ma rô mắc gắn na huynh đá ti. Những ai có giới hạnh an trú không phóng dật chánh tri trơn giải thoát, ác ma không thấy được. À, đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh. Sư sư, sao con thấy ác ma không thấy đường? Ác ma mà không thấy đường, đường gì mà không thấy? Có nghĩa con thấy có sách dịch ác ma không thấy được. Mà con thấy bản dịch của Hòa, của trưởng lão Pháp Minh đó, là những người đủ giới đức, vững tâm không phóng dật, chánh chí
thoát lao lung mà chẳng thấy hành tung. Dạ con có phải vì con xin sư và đạo tràng quý vị sửa cho con. Cái bài này con có vài chữ con thắc mắc đó sư. Cái chỗ cái câu số 2 áp thám mà đá quý hà quý năng, nhưng con thì con nghĩ rằng áp thám mà đá quý hà vì năng nó đúng văn phạm hơn. Con hồi con tìm con hỏi nhưng mà con cũng thắc mắc cái đó rồi, nhưng mà con không biết sư có trả lời con được không. Con cũng cảm ơn quý vị đã cho con bông qua vỗ tay vỗ chân tùm lum tùm la hết. Dạ con kính mời cô người kế tiếp, chắc là cô Hồng Thị Kim Nhung á. Dạ con xin trả máy. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ kính kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ ạ. Con xin trả bài câu Phật ngôn số 57 ạ. Tê sang sam ban na si la nang áp ba ma đa quy hà ri năng sam ba đành nhà quy mô ta nành ma rô gần na quy đa ti tê sam ban na si la nang áp ba ma đa quy hà ri năng sam ma đành nhà quy mô ta nành ma rô mắc gần na quy đa ti. Những ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh chi chân giải thoát, ác ma không thấy đường là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. T là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sam, ban là hai trường âm nhấn, ná là đoạn âm, si, la là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường. Đá quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tê sang sam ban na si la năng áp pa ma đa quý hà ri năng. Câu 3 và câu 4. Sam là trường âm nhấn, má là đoạn âm, đanh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma rô là hai trường âm thông thường, mắc là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, win là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm. Tê sang sam ban na si la nang áp pa ma đa quy hà ri nang sam ma đành nhà quy mô ta nang ma rô mắc gần na quyền đa ti. Con xin kể. Tê sang sam ban na si la nang áp ba ma ha ri nang samma đanh nha quy mô ta năng ma rô mắc căng na win đa ti sang sam ban na si la năng áp ba ma đa quy ha ri năng samma đanh nha quy mô ta năng ma rô mắc căng na win đa ti. Những ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh tri chân giải thoát, ác ma không thấy đường là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng thỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn đạo tràng. Xin mời Hà. Dạ nam mô Bụt Thà, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sằng Kha. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức Trì Tôn Đức Tăng. Con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng, và con cảm ơn đạo tràng cho con biết tấm hiểu. Và con xin đọc câu kinh Pháp Cú 57. Tê sang sam ban na si la nang áp
ta ma đa vi hà ri năng sam ma đầm nhà vi mút tà năng ma rô mắc gần na quỳnh đa tí tê sang sam ban na si la năng áp ta ma đa vi hà ri năng sam ma đầm nhà vi mút tà năng ma rô mắc gần na quỳnh đa tí tê là trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sam là trường âm nhấn, sam ban là hai trường âm nhấn, ná đoạn âm si la hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ác trường âm nhấn, bá đoạn âm ma trường âm thông thường, đá rí hai đoạn âm ha trường âm thông thường, rí đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tê sang ban na si la năng ba ba là con xin đọc lại. Tê sang ban na si la năng áp ba ma đa vi hà vi năng. Sam trường âm nhấn, má đoạn âm, đanh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, quý đoạn âm, mút trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma go hai trường âm thông thường, mắt trường âm nhấn, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná trường âm đoạn âm, ná đoạn âm quý huynh trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, sầm sầm ma đành nhà quý mút tà nằng ma go mắt gần na huynh đá tí. Tê sang sam ban na si la nang áp ta ma đa vi hà ri nang sam ma đầm nhà vi mút ta nang ma rô mắc gần na huỳnh đa tí. Tê sang sam ban na si la nang áp ta ma đa vi hà ri nang sam ma đầm nhà vi mút ta nang ma rô mắc gần na huỳnh đa tí. Những ai có giới hạnh an trú không phóng dật, tránh tri chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Bản dịch qua Thượng Thích Minh Châu Công Kệ. Tê sang sam na si la na mat ta ma da vi ha ri na ya vi mut ta na mat kang na vin na ti. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con có sai, xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin trao mít cho cô Thiền Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô Pháp Cú số 57. Tê sang sam banh na si la năng áp ba ma đa quý hà tri năng sam ma đanh nhà quy mút tà năng ma rô mắc găng na huynh ta ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. T trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sam banh hai trường âm nhấn, ná đoạn âm, si la hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá quý hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, rí đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê sang sam banh na si la năng áp ba ma đa quý hà ri năng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Sam trường âm nhấn, má đoạn âm, đanh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, quý đoạn âm, mút trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma rô hai trường âm thông thường, mắc trường âm nhấn, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, quên trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, sam ma đanh nha quý mút tà năng ma rô mắc
găng na huynh đát ti. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 57. Tê sang sam banh na si la năng áp ta ma đa quý hà tri năng. Sam ma đanh nhà quý mút ta năng ma rô mắc găng na huynh đát ti. Tê sang sam banh na si la năng áp Pamada viharinang sammadanya vimuttanang maromakang nakvindati. Những ai có giới hạnh an trú, không phóng dật, chánh chi, chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho mình được biết và âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 57 hôm nay. Tê sang sam ban na si la nang apa ma da vi ha ri nang sam ma dan nya vi mut ta nang ma ro mak gang na vin da ti. Tê sang sam ban na si la nang apa ma da vi ha ri nang sam ma dan nya vi mut ta năng mà rô mắc găng na huyền đá ti. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. T là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sam là trường âm nhấn, ban là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, si la là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 2, ác là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tê sang sam ban na si la năng áp pa na ma đá quý là ha rí năng. Và câu số 3 và câu số 4. Sam là trường âm nhấn, má là đoạn âm, đanh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, ma rô là hai trường âm thông thường, mắt là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, win là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại bốn câu. Tê sang sam ban na si la nang apa ma da vi ha ri nang sam ma dan nya vi mut ta nang ma ro mak gang na win da ti. Tê sang sam ban na si la nang apa ma da vi ha ri nang sam ma dan nya vi mut ta nang ma ro mak năm đa ti. Và con xin kể câu 57. Tê sang sam ban na si la nang áp ba ma da vi ha ri nang sam ma dan nya vi mut ta nang ma ro mak gang na win da ti. Những ai có giới hạnh an trú trong phóng dật, chánh tri chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã phân tích và đọc xong, con có sai mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa để dùng con. Dạ, con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ niệm từ xin bàn mời bàn tay của Sít Hồng Mai ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức, kính lễ quý chư tăng các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 57. Kê sang sam tam na si la nang áp pa ma da vi ha ri nang sam ma đành nhà vi nút ta nang ma ro mắc găng na huynh đá tí. Tê sang sam tam na si la nang nang áp pa ma da vi ha ri nang sam ma đành nhà vi nút ta nang ma ro mắc găng na huynh đá tí. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Tê sang sam tam na si la nang áp pa ma da vi ha ri nang. Tê là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sam tam hai trường âm nhấn, na đoạn âm, si la hai trường âm thông thường, nang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp trường âm nhấn, pa đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá quý hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, rí đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tê sang sam tam na si la năng áp ta ma đa vi ha ri năng. Dạ con xin sám hối, áp ta ma đa vi ha ri năng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sam ma đành nhà vi mút ta năng ma rô mắt găng na huynh đa tí. Sam là trường âm nhấn, má là đoạn âm, đanh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, quý đoạn âm, mút trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma, rô trường âm thông thường, mắt trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, win trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm. Sam ma đành nhà vi mút ta năng ma rô mắt găng na huynh đá tí. Dạ con xin đọc lại câu 57. Tê sang sam pan na si la năng áp pa ma đa vi ha ri năng sam ma đành nhà vi mút ta năng ma rô mắt găng na huynh đá tí. Những ai có giới hạnh an trú không phóng dật, chánh tri chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Tê sang sam pan na si la nang appa ma da vi ha ri nang sam ma da nya vi mu ta nang ma ro mak gan na win da ti. Tê sang sam pan na si la nang appa ma da vi ha ri nang sam ma da nya vi mu ta nang ma ro mak gan na win da ti. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài, kính tri ân đạo tràng. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp và Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức và con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 57. Tê sang sam ban na si la nang áp ba ma đa quỳ ha hà ri nang sam ma đành na quy mút ta nang ma rô mắc găng na huynh đa tị. Tê na si la nang áp ba ma đa quy hà ri nang sam ma đành nhà quy mút ta nang ma rô mắc găng na huynh đa tị. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2.
tê sang sam ban na si la nang áp ba ma đa quy hà ri nang. Tê là trường âm thông thường, sang là trường âm học theo giọng nguyên âm, sam là trường âm nhấn, ban là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, si la nang, si la là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma rô là hai trường năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, câu 3 và câu 4. Sam ma đành nhà quy mút ta năng ma rô mắc gằng na quyền đa tị. Sam là trường, ma là ma rô là hai trường. Và con xin sám hối. Sam là trường âm, sam là trường âm nhấn, má là đoạn âm, đanh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đầu theo giọng nguyên âm, ma rô là hai trường âm thông thường, mắc là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, nguyên là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Tê sang sam ban na si la nang áp ba ma duy đa quy hà ri nang. Sam ma đành nhà quy mút ta nàng ma rô mắc gằng na quyền đa tị. Những ai có giới hạnh an trú không phóng dật, tránh chi chân giải thoát ác ma không thấy đường. Thế là của họ bản Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Tê sang sam ban na si la nang áp ba ma đa quỷ ha ri nang. Sam ma đanh nha quỷ mút ta nang ma rô mắc căng na quyên đa ti. Tề sang sam ban na sa na si la nang áp ba ma đa quỷ ha ri nang. Sam ma đanh nha quỷ mút ta nang ma rô mắc găng na quyên đa ti. Dạ con kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang. Dạ con đã đọc xong, con có sai mong đạo tràng và ngài sĩ Đức chỉ cho con. Dạ con xin xuống mic, con kính mời vị kế tiếp ạ.
Alo. À, hôm nay sao đạo tràng im lặng quá? Hay là quý vị thấy câu này dễ quá khỏi đọc ha? Thôi, quý vị chấm dứt thì chúng ta cũng kết thúc nơi đây. Bây giờ mới 5:15. À, câu Phật ngôn 57 dễ quá à, cho nên quý vị thấy rằng thôi đọc chừng đó đủ rồi. Mà đủ rồi thì chúng ta kết thúc ha. À, xin Nhật Quỳnh có ý kiến gì hả? Xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện. Nhờ đại đức Pháp Trang, đại đức Tệ Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Đã cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con xin sám hối với Ngài và đạo tràng. Do ngày hôm qua con đi chích ngừa, bây giờ nó hành con dữ quá nên nãy giờ con không mặc chiếc máy. Con nghe Ngài thanh thở, Ngài rầy nên con phải lập thật chạy lại. Dạ, con tri ơn đại đức Pháp Trang. Con thấy cô tu nữ Phúc Hạnh nói là chưa thấy bài. Dạ, bây giờ thì con cùng thỉnh đại đức Pháp Trang, đại đức Tề Đức, cô tu nữ Phúc Hạnh và đạo tràng còn vị nào chưa có ông bài, con kính mời bàn tay. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Dạ, cảm ơn chiếc lá mùa xuân. Dạ, con tri ân sư. Nam mô Phật Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. À, trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, Đại Đức Tại Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, Tăng hiện diện trong đạo tràng và xin chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và giờ đây chúng con xin được phép đọc câu Pháp Cú số 57. Tê sang sâm phân na si la nang a pa ma da vi ha ri nang sâm ma da nya vi mo ta nang ma go mắc giang na viên đa tí. Tê sang sâm phân na si la nang a pa ma da vi ha ri nang sâm ma da nya vi mo ta nang ma go mắc giang na viên đa tí. Tê sang sâm phân na si la nang a pa ma da vi ha ri nang sâm ma da nya vi mo ta nang ma go mắc giang na viên đa tí. Những ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh trí chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Và bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạo giờ con đã đọc xong rồi. Dạ, bây giờ xin mời chiếc lá mùa xuân ạ. Dạ, bây giờ xin mời quý vị cho Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Ngài Chí Đức, con xin đảnh lễ sư Pháp Trang và sư Tệ Đức, con xin đảnh lễ quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 57. Tê sang sam ban na si la nang áp ba ma da vi ha ri nang sam ma da sam ma nhà quý mút ta nàng ma rô mắc gần na quy na quỳnh đa ti. Tê sang sam ban na si la nàng áp ba ma đa quy hà ri nàng. Tê là trường âm thông thường, sang trường âm nhấn, sam trường, ủa con xin lỗi, không nói lộn. Tê là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sam là trường âm nhấn, banh trường âm nhấn, ná đoạn âm, si la hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá quý hai đoạn âm,
ha trường âm thông thường. Rí đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Tê sang sam ban na si la năng áp ba ma đa quý hà rí năng. Sam ma đành nhà quý mút ta năng ma rô mắt gần na quý na huynh đá tí. Sam là trường âm nhấn, ma đoạn âm, đành trường âm nhấn, nhà trường âm thông thường, quý đoạn âm, mốt trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma trường âm thông thường, rô trường âm thông thường, mát trường âm nhấn, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, quý trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, xăm ma sam ma đành nhà quý mút tà năng ma rô mắt gần na huỳnh đá tí. Con xin đọc lại bốn câu. Tê sang sam ban nhát tê sang sam ban nát si la năng áp ba ma đa quý hạ ri năng sam ma đành nhà quý mút tà năng ma rô mắt gần na huỳnh đá tí. Tê sang sam ban na si la năng áp ba ma đa quý hà ri năng sam ma đành nhà quý mút tà năng ma rô mắt gần na quý na huỳnh đá tí. Tê sang sam ban na si la năng áp ba ma đa quý hà ri năng sam ma đành nhà quý mút tà năng ma rô mắt gần na huỳnh đá tí. Những ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh tri chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin mời đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đến lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đến lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 57. Tê sang sam ban na si la năng áp ba ma đa quý hà ri năng sam ma đành nhà quý mút ta năng mà rồ mắt gần nó quyền đắc tí. Những ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh tri chân giải thoát, ác ma không thấy được. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con xin kệ ạ. Tê sang sâm panh na si la năng, áp bà ma đa quy ha ri năng, sâm ma đanh nha quy mô ta năng, ma rô mạc găng na quyền đa ti. Tê sang sâm banh na si la năng, áp bà ma đa quy ha ri năng, sâm ma đánh nha quy mô ta năng, ma rô mạc găng na quyền đa ti. Tê sang sâm banh na si la năng, áp bà ma đa quy ha ri năng, sam ma đanh nha vi mô ta năng ma rô mạc găng na quyền đa ti. Dạ, xin mời cô tu nữ phúc hạnh tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào đạo tràng. Và sau đây con xin đọc câu Pháp Cú 57 ạ. Tê sang sam ban na si la năng áp ba ma đa vi hà
vi năng sammadanya vimutta năng ma ro mắt gần na vin đá tí tê sang sam ban na si la năng áp bá ma đá vi hà ri năng sammadanya vimutta năng ma ro mắt gần na vin đá tí. Dạ con phân tích câu một ạ. T là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sam là trường âm nhấn, ban là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, si la là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2 ạ. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá ví là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4. Sam là trường âm nhấn, má là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4. Ma rô là hai trường âm thông thường, mắt là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, win là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm. Tê sang sam ban ná si la năng áp ba ma đá ví hà rí năng sam ma đàn nhà ví mút ta năng ma rô mắt găng ná win đá tí. Tê sang sam ban na si la năng áp ba ma đá quý hà rí năng sam ma đàn nhà quý mút ta năng ma rô mắt găng ná quýt ná win đá tí. Dạ cho con xin đọc lại một lần nữa. Tê sang sam ban na si la năng áp ba ma đá quý hà rí năng sam ma đàn nhà quý mút ta năng ma rô mắt gần ná huynh đá tí. Những ai có giới hạnh an trú không phóng dật, chánh trí chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Tề sáng sám ban nà si la năng a pa ma đa vi ha ri năng Sammadanya vimuttanang maro magang na vindati. Dạ con đã đọc và phân tích kệ xong, con có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Con xin kính tri ân Ngài đã bốt bài và cô Nhật Quỳnh đã bốt bài ạ. Con xin mời vị tiếp theo ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Cang, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ cô Phúc Hạnh và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn Nhật Quỳnh. Và bây giờ tự nhiên xin phân tích câu kinh Pháp Cú số 57. T trường âm thông thường, sang trường âm giọng nguyên âm, sam banh hai trường âm nhấn, ná đoạn âm, si la hai trường âm thông thường, năng trường âm giọng nguyên âm. Tê sang sam banh na si la năng. Đoạn 2. Áp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá quý hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, ý đoạn âm, năng trường nguyên, áp ba ma đá vi hà ri năng. Đoạn 3 và 4. Sam mát đành nhà vi mu ta năng ma rô mắt găng na huynh đá tí. Sam trường âm nhấn, má đoạn âm, đanh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường,
Ví Đoạn Âm, Mút trường âm nhấn, Ta trường âm thông thường, Năm trường âm giọng nguyên âm, Ma Rô hai trường âm thông thường, Mắt trường âm nhấn, Găng trường âm giọng nguyên âm, Ná đoạn âm, Vinh trường âm nhấn, Đá Tí hai đoạn âm. Samma Danya Vimutta Nang Maro Mak Gan Na Win Dati Te Sang Sambanna Sila Nang Appama Da Vihari Nang Samma Danya Vimutta Nang Maro Mak Gan Na Win Dati Te Sang Sambanna Sila Nang Abba Mada Vihari Nang Samma Danya Vimutta Nang Maro Makang Na Vindati Te Sang Sambanna Sila Nang Abba Mada Vihari Nang Samma Danya Vimutta Nang Maro Makang Na Vindati. Những ai có giới hạnh an trú không phóng dật, chánh tri chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Tina. Dạ, kính mời Tina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô, tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc con pháp cú 657. Te san sampanna sila nang appama ta viha vi nang samma danya vimutta nang maro makkang na vindati. Con xin phân tích câu 1 và 2. Tê trường âm thông thường, san trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sampan hai trường âm nhấn, ná được đoạn âm, si la hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp bá ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá quý hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, quý đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Te sang sampanna sila nang appama da vihari nang. Câu 3 và 4. Sampadanya vimutta nang maro makkang na vindati. Sam trường âm nhấn, má đoạn âm, đan trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, quý đoạn âm, mút trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, nang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma trường âm thông thường, rô trường âm thông thường, mắt trường âm nhấn, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná trường ná đoạn âm, nguyên trường âm nhấn, tá tí hai đoạn âm, sam má tâm nhà quý quốc tà nằng mà rô mắt gần ná nguyên tá tí. Tê sang sam panh ná si la nằng ấp tá mà đau quý hà lý nằng Samma Danya Vimutta Nang Maro Makkang Na Vindati. Những ai có giới hạnh an trú không phóng dật, chánh tri chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Của Hòa Thượng Thích Minh Sâu Minh Châu. Te san sampanna sila nang appamada vihari nang Samma Danya Vimutta Nang Maro Mangang Na Vindati. Dạ, thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu cú số 57 ngày hôm nay ạ. À.
Dạ con không biết. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Tê sang sam ban na si la nang ap ba ma da wi ha ri nang sam ma dan nya wi mut ta nang ma ro mak gang na win da ti. Tê sang sam ban na si la nang ap ba ma da wi ha ri nang sam ma dan nya wi mut ta nang ma ro mak gang da win na win da ti. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Tê sang sam ban na si la nang ap ba ma da wi ha ri nang. Tê là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sam ban là hai trường âm nhấn, na là đoạn âm, si la là hai trường âm thông thường, nang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ap là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá, quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê sang sam ban na si la năng ấp ba ma đa quy hà ri năng. Và câu số 3 và câu số 4. Sam ma đành nhà quy mút ta năng ma rô mắc gần na win đa ti. Sam là trường âm nhấn, má là đoạn âm, đanh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma, rô là hai trường âm thông thường, mắt là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, huynh là trường âm nhấn, đá, tí là hai đoạn âm. Sam ma đành nhà quý mút ta năng ma rô mắc gần na win đá tí. Dạ con xin đọc lại ạ. Tê sang sam ban na si la năng ấp ba ma đa quý hà ri năng sam ma đành nhà quý mút ta năng ma rô mắc gần na win đá tí. Những ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh tri chân giải thoát, ác ma không thấy đường, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tê san sam ban na si la nang ap ba ma da wi ha ri nang sam ma dan nya wi mut ta nang ma ro mak gang na win da ti. Tê sang sam ban na si la nang ap ba ma da wi ha ri nang sam ma dan nya wi mut ta nang ma ro mak gang na win da ti. Dạ con đã đọc và kệ xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin nhường mic lại cho cô Nhật Huỳnh ạ. Dạ sa thú, sa thú, kính cảm ơn Minh Giang Nhật Hà. Dạ cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ Nhật Bình kính cảm ơn chị Meta, xích Quang Thanh, xích Kim Nhung, xích Thiền Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ con xin được ra bài câu pháp cú kinh số 57 ạ. Tê sang sam ban na si la nang ap ma ma da wi ha ri nang sam ma dan nya wi mut ta nang ma ro mak gang na win da ti. Tê sang sam ban na si la nang ap ba ma đa quy hà đi năng sam ma đảnh nha vì một ta năng ma rơ mắt găng na quỳnh đa ti. Dạ con xin phân tích 4 câu luôn ạ. Tê trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sam trường âm nhấn,
banh trường âm nhấn, na đoạn âm si la hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá quý hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, rí đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xăm trường âm nhấn, má đoạn âm, đanh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, quý đoạn âm, mút trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma rơ hai trường âm thông thường, mắt trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná trường ná đoạn âm, nguyên trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm. Tê sang sầm banh na si la năng ấp bà ma đa quý hà ri năng sầm ma đành nhà quý mút tà năng ma rơ mặt gần na quyền đa tí. Những ai có giới hạnh an trú không phóng vật, chánh tri chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Dạ, con đọc và phân tích có sai, con cũng thỉnh ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa. Dạ, sa thú bằng tay hành kiểm cho nhục huynh tí sắc. Tề sẵn xâm banh nà sĩ la năng ngập ba ma đa vì hạ ri năng sầm ma đanh nha vì muột ta năng ma rô mắc găng nà vĩnh đa ti. Tề sẵn xâm banh nà sĩ la năng ngập ba ma đa vì hạ ri năng sầm ma đanh nha vì mua ta năng mà rô mắc găng nà quyển đa tiền. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức nhục huynh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con đọc và có phân tích sai, con cũng thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Dạ, nhục huynh mời xin thành kiệt nha. Dạ, Nam Mô Ân Đức Phật, Nam Mô Ân Đức Pháp, Nam Mô Ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ân Đức Sư, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con xin trả bài Pháp Cú Kinh số 57. Tê sang sam ban na si la nang ap ba ma da quy hà đi nang sầm ma đành nhà quy mút tà nặng mà đồ mắt gần na quỳnh đa ti. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2. T là trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sâm trường âm nhấn, ban trường âm nhấn, ná đoạn âm, si la hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá quý hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, trí đoạn âm, năng âm đọc theo giọng nguyên âm. Tê sang sam ban na si la năng ấp ba ma đá quý hà đi năng. Để con phân tích hai câu tiếp theo. Sam trường âm nhấn, má đoạn âm, đan trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, quý đoạn âm, mút trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma trô hai trường âm thông thường, mắt trường âm nhấn, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, quên trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, sầm ma đàn nhà quy mút tà năng mà đồ mắt gần na quỳnh đá tí. Dạ, con đọc lại nguyên bài Pháp Cú số 57. Tê sang sam ban nhá, tê sang sam ban na si la năng ấp ba ma đa quy hà đi năng sầm ma đàn nhà quy mút tà năng mà đồ mắt gần na quỳnh đá tí. Con xin kệ.
Tê sang sam ban na sila nang am ba ma da vi ha di nang sam ma dan nya vi mo ta nang ma du ma gang na win da ti. Những ai có giới hạnh ăn chú không phóng dật, chánh trí chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con đọc bài phân tích kể xong. Dạ, con xin kính sư với cô tu nữ với quý đạo tràng có chỗ nào sai và xin sửa giúp con. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, con xin trao mít lời cho đạo tràng. Dạ, sa thủ kính cảm ơn sư Thành Kiểm. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Như Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn Thiền Vũ cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, chắc cơ Thành Kiểm là người đạo bài cuối cùng. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Chí Đức trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con cung thỉnh ngài ạ. Con kính nhân mít đến ngài. Chuẩn bị sẵn sàng ha, tức là trong cái tư thế rất là trang nghiêm, nhất là cô tu nữ Phúc Hạnh ha, trước khi đọc cũng tằng hắng ha, lấy giọng ha, để cái giọng đọc cho được trang nghiêm, ổn định. Rồi quý vị đọc, quý vị biết mình đọc đúng hay đọc sai nữa chứ không phải không, sẽ còn mai ha, đọc còn cảm thấy là mình đọc sai, đọc lại ha. Quyên gia nhà cũng vậy, quyên đá rồi quyên đá tí nữa cũng lặp lại để biết rằng cái chỗ đó mình hay có những lúc phóng tâm mà những lúc không tin tưởng như vậy thì quý vị làm chủ được chính mình rồi cho nên cái giọng đọc quý vị rất là ổn định về giọng tin cũng như giọng trẻ ha. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào từ vựng của câu Phật ngôn này. Khi mà chưa học về từ vựng thì có người thắc mắc tại sao quý hà rí năng mà phải là quý hà ri, rồi tại sao ông thắc mắc sam ma mà là sam ma đan nha hả? Thắc mắc rồi thắc mắc cho nhiều một chút nhé, thắc mắc ít quá. Rồi bây giờ cái thắc mắc bây giờ mới giải thích này. Quý vị chú ý, trong cái vấn đề từ vựng này chúng ta hiểu rõ về cái từ đó. Tại sao học là phải hỏi, mà nếu mà không hỏi thì nhiều khi mình tức quá, xin lỗi chịu không nổi, rồi mình cảm thấy là bực bội ha, rồi không tiếp thu. Vậy thì học phải hỏi, phải hiểu, phải nhớ, đó là quy luật của Pháp học. Chữ tê sân sâm banh ná si la nằng, tê sân sâm banh ná si la nằng, câu đầu tiên. Bây giờ chúng ta tìm hiểu chữ tê sân do cái từ gì mà nó có. Tê sân do đại từ nam tính là chữ tá. Chữ tá đây là một đại từ, nhưng mà khi chữ tá này á,
được chia theo sở hữu các số nhiều, tức là sát thí, vì phát thí bổ quá trần á, thì chữ tá biến thành tê sân. Tê sân là của những người ấy, của họ, của những người ấy. Tê sân. Rồi chưa? Của những người ấy, của họ. Rồi sambannasilanang. Sambannasilanang do hai từ cộng lại, tức là sambanna và chữ silanang. Sambanna ở đây chúng ta thấy tiếp đầu ngữ sang ở phía trước, có nghĩa là cũng, là hoàn toàn. Chữ banna do căn ngữ bát, và cái động từ của nó là sambacchati. Sambacchati có nghĩa là đạt được hay là thành tựu. Vậy thì ở đây sambanna có nghĩa là đã có, đã xảy ra, đã được sở hữu, đã có, đã được xảy ra, đã được sở hữu. Mà sở hữu cái gì? Chữ si la năng do cái động từ do cái từ si la. Si la là danh từ trung tính akran tanapum sakalinga. Si la có nghĩa là giới. Mà chữ giới này á, chữ si la này được chia theo sở hữu các số nhiều. Chát thí quy phát tí bổ quá trần á. Trên này si la biến thành si la năng. Si la năng là của những người có giới. Si la năng của người có giới. Vậy thì sanh lá si la năng của những người có giới, tức là chữ sambanna đã được sở hữu. Mà sở hữu, ai sở hữu? Tê sanh của những người có giới. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2 ha. Appama da vi ha ri nang. Appama da vi ha ri nang. Câu số 2. Câu số 2 là một nhóm từ, nó đi dính liền với nhau. Appama da vi ha ri nang. Ở đây chúng ta cắt ra, chứ để nó dài quá, nó lòng thòng ha. Chữ ấp, đây là một tiếp đồng ngữ á ở phía trước. Chữ á có nghĩa là không. Nhưng mà chữ á này với chữ bá ma đá thì phải thêm một chữ b nữa. Chúng ta đọc là ấp bá ma đá. Ấp bá ma đá, đó là một danh từ nam tính. Á trần táp phung linh ga. Chữ bá ma đá có nghĩa là biến nhát. Mà ấp bá ma đá có nghĩa là không biến nhát, không phóng dật. Ấp bá ma đá không biến nhát, không phóng dật. Rồi cái chữ quy hà ri năng thì nãy có người thắc mắc. Quy hà ri năng, quy hà ri đây là một danh tính từ, quy hà ra là một danh từ nam tính. Akaranta phung rinh nha. Vậy thì ở đây quy hà ri có nghĩa là sống ở an trú. Cái danh tính từ này khi mà được chia theo sở hữu các số nhiều, chát thí, quy phá tí và hú quá trần a, thì nó biến thành quy hà ri năng. Quy hà ri năng. Vậy thì ốc và ma đó, quy hà ri năng của những người an trú vào sự không phóng dật. Của những người an trú vào sự không biến nhát.
Đó là ý nghĩa câu số 2. Vậy thì bây giờ câu 1 câu 2. À, câu 1 câu 2 xong rồi ha. Sao thế nhiệt quần lâu quá. Rồi. Của những người an trú vào sự không biến nhát. Quý hà ri, quý hà ri năng. Rồi. Trong ấp rất là nhỏ á, đúng rồi. Rồi bây giờ ba mà đã. Alo, thắc mắc hả? Thắc mắc hỏi đi, mời sư Kim. À, con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Sư, cái động từ, cái danh từ quý hà rì đó sư, khi mà nó biến thành chắc thi vì phát tí bao hú quá chá ná, thì con nghĩ vì sư coi lại cái câu số 1 á, si la, si la năng, cái nguyên gốc của chữ si la năng, chứ cái gốc của nó là si lá có nghĩa là giới, nhưng mà khi nó biến thành chắc thi vì pha ti pa hu wa cha na thì nó thành si la năng. Thì con nghĩ cái chữ vi ha vi khi mà nó biến thành sở hữu cách gì đó là chắc thi vì pha ti pa hu wa cha na của số nhiều đó sư. Thì lúc nào nó cũng có chữ dấu nguyền, cái chữ dấu nguyền á, ở phía sau của nó. Mặc dù cái nguyên gốc của nó quý hà rá, thì nó là quý hà rá nó là phung linh giá akalanta. Tiếng nói âm của nó không có gì đặc biệt, nhưng tại sao lúc mà nó biến thể qua chắc thi quỷ phá tí báo hú qua cha ná thì nó lại không có dấu nguyền ở chữ rí vậy sư, chữ ri á mà nó thành là chữ rí. Con thấy câu số 3, câu số 4 cái chữ sam ban na si la năng và cái chữ quý múc ta năng thì nó ba cái đó, hai cái đó, ba cái đó, nếu nó là chắc thi quỷ phá tí báo hú qua cha ná thì nó có chữ la hay chữ la năng hay ta năng thì nó ok, nhưng tới cái chữ quy hà quý năng thì con thấy nó kỳ quá. Nếu mà nó không có dấu quyền á sư, nó đọc là quy hà quý năng thì nó giống như là dutiya quy pha ti e kawajana dễ sư. Thì con thắc mắc, con hỏi hai ông thầy mà chỉ có một ông trả lời nhưng mà không có rõ ràng, thì con không biết, con hỏi lại rồi con hỏi mục sư ở Việt Nam nữa. Cái chữ này nó con thấy nó không có gì đặc biệt, mà tại sao lúc nó biến thành chắc thí quỳ phá tí mà trong ta hú quá cha ná nó giống như đu trí giá quỳ phá tí e khá quá cha ná, con thấy không có gì để cho con đồng ý hết trơn á. Sư tôi coi cái câu số 1 á, sầm đành nhà xì là năng, thì câu số 3 sầm má đành nhà quý múc tà năng, thì thấy không, cái nào nó cũng có dấu nguyền hết. Đó là cái thể chia của chắc thí quỳ phá tí hay là chắc túi thi quỳ phá tí qua ba hú qua cha ná, nếu đều giống nhau hết, nếu đều có chữ quyền hết, trừ phi cái động từ mà feminine, tức là động từ mà giống cái đó sư, thì nó có những đặc biệt hay. Hai con thấy về nó là động từ mà nam tính cũng như là tính thì luôn nó cũng giống nhau thôi, nó cũng lúc nào cũng có chữ dấu quyền ở phía sau cái chữ trước khi mà ép vô cái chữ năng đó sư. Cái này con thấy làm sao á, cái đó là thắc mắc của con thôi, chắc con phải đỡ học lâu lâu một chút nữa rồi con mới biết cái con nó có sự đặc biệt chữ cái chữ quỳ ha rá này không. Dạ con xin trả máy lời sư ạ. Con cảm ơn sư. Alo, 123 123, cảm ơn sư Kim. Thắc mắc tại sao ở trên JC La Năng ha. Rồi chữ cái gì nữa, Si La Năng ha. Đúng rồi, chữ đó. Chữ Si La Năng do cái từ Si La, mà Si La nó là một danh từ trung tính, ác rần ra nó bùng sắc cả linh ga. Rồi dưới này
quý hà rí năng. Nếu nó là một danh từ trung tính là nó là quý hà ra ác lần ta cùng linh ga quý hà ra, thì có thể là quý hà ra năng. Nhưng mà ở đây quý hà rí năng tại sao? Bởi vì quý hà rí, quý hà rí, à quý hà rì, đây là một danh tĩnh từ. Quý hà rì là một danh tĩnh từ, chứ không phải là một danh từ nam tính, một danh từ trung tính, một danh từ nữ tính. Nè, một danh tĩnh từ, cho nên cái cách chia của nó, quý hà rì năng, nó lại nằm ở trong sở hữu cách mà số nhiều. À, thì bây giờ hãy ghi nhận như vậy đi, để rồi chúng ta sẽ gặp những trường hợp này rồi so sánh. À, chứ đừng có nói không hiểu sao, hiểu cho nổi. Bây giờ sáng rồi Việt Nam đâu có sao gì đâu mà thấy mà hiểu. À, chấp nhận vậy đi ha. Rồi sẽ gặp những cái trường hợp đó chúng ta thắc mắc tại sao. Còn bây giờ thời gian không còn. À, thì hãy ghi nhận cái chỗ này, nó là một danh tính từ, một danh tính từ, chứ không phải là một danh từ nam tính, nữ tính hay trung tính. À, thì áp bà ma đá quý hà rí năng, đó là một nhóm từ. À, thì của những người an trú vào sự không phóng dật. À, rồi bây giờ câu số 3 ha. Chị Như Quỳnh còn nóng hơn tôi nữa. À, câu số 3, Sammadanya Vimuttanang. Này, chỗ này thắc mắc nữa nè. Ở đây giữ Samma, tại sao là Sammadanya? Samma cộng với Anya. À, và chúng ta thấy mất cái dấu quyền đi. Chỗ này là chỗ phải thắc mắc nè. Bởi vì sao? Chữ Samma nó là một tràng từ, có nghĩa là chân chánh, đúng, phù hợp. Rồi chữ Anya nó là một danh từ nữ tính, Akranta Ikhilinya, sự hiểu biết. Sự hiểu biết. Vậy thì hai từ này, Samma cộng với Anya, cái này không có chịu thắc mắc. À, thì chúng ta thấy trong Loko và Sanhi, xóa và ráp chữ, thì chúng ta thấy nó xuất hiện thêm một chữ D ở giữa chữ Samma và chữ Anya. Và chữ Samma đó thì nó mất đi cái dấu huyền, mà chúng ta đọc là Sammadanya. Sammadanya, Sammadanya, đây là một nhóm từ, có nghĩa là sự hiểu biết chân chánh. Sự hiểu biết chân chánh. Rồi, cái từ thứ hai, Vimuttanang. Samma cộng với Anya, Samma là có vô huyền. Nhưng mà Samma cộng với Anya thì ở giữa có chữ D và nó biến mất cái dấu huyền đi, thành đã Sammadanya. Sammadanya. À, văn phạm có nó có chỗ logo sanh thí này làm cho chúng ta coi như điên đầu ha. Tại sao càng học chúng ta càng thấy vi diệu. Nói lên cái vấn đề thương và ghét. À, ví dụ thâm má bà đa, mà thật sự là thâm má bà đa, à, thâm má rồi bị bà đa ha. Và chúng ta thấy chữ bà đa cũng có nghĩa là câu cũ, cũng có nghĩa là cái chân. À, chân ai đá bà đa, ai tới thâm má mà không chịu thâm bà. Rồi chỗ này chúng ta giải quyết nè. Vimuttanang, Vimuttanang do cái từ Vimutta. Vimutta ở đây trong cái dạng quá khứ phân từ,
À, bởi vì chiếc đồ ngữ quý có nghĩa là thoát khỏi rời, rồi căn ngữ mút có nghĩa là tự do giải thoát, tự do giải thoát. Vậy thì quý mút ta năng, quý mút ta được chia theo sở hữu các số nhiều, chát thí, quyền pha tí và hữu quá trần ha. Cho nên quý mút ta biến thành quý mút ta năng, quý mút ta năng. Đã được giải thoát, của những người đã được giải thoát nhờ vào sự hiểu biết chân chánh. À, sammadanya vimutta năng, của những người đã được giải thoát nhờ vào sự hiểu biết chân chánh. Thì ở đây cái chữ này là chữ chánh tri chứ không phải chánh trí nghe bà con. Chữ này chữ chánh tri, chánh tri chân giải thoát chứ không phải chánh trí nha. À, hiểu biết chân chánh chứ không phải là cái tuệ cái trí ha. À, rồi câu cuối cùng, maro mắt gần na quỳnh đá tí, maro mắt gần na quỳnh đá tí. Maro quý vị biết rồi, do ma ra. Mà ma ra ở đây thì có năm loại ma chứ không phải là một. À, maro có nghĩa là chủ từ ha. Bathama hay có quay chân áo vị phát tí. Ma ra biến thành maro, maro là ma vương. Rồi mắt găng do cái từ mắt giá. Mắt giá là một danh từ nam tính, akaran tapum linga. Mắt giá ở đây được chia trao đổi các số ít đối kỳ giao vì phát triển có quá trình á. À, mắt gần có nghĩa là đạo lộ hay là con đường, mắt gần là đạo lộ hay là con đường, ná là không, quên là tí. Đây là một cái động từ. À, động từ số ít này có nghĩa là hiểu biết, hiểu biết. Vậy thì đây maro mắt gần quên là tí, ma vương không hiểu biết đạo lộ của những người ấy, hay là ma vương là không tìm thấy đạo lộ của những người ấy. Vậy thì câu vật ngôn 57 cho chúng ta một cái ý nghĩa thế này. Đối với những người có giới đã được thành tựu, an trú vào sự không sao lãng, đã được giải thoát nhờ vào sự hiểu biết chân chánh, ma vương không tìm thấy đạo lộ của những người ấy. Đối với những người có giới đã được thành tựu, an trú vào sự không sao lãng, đã được giải thoát nhờ vào sự hiểu biết chân chánh, ma vương không tìm thấy đạo lộ của những người ấy. Ngài Hòa Thượng Giới Đức, à, thời gian còn xin em ơi, còn một vấn đề duyên sự nữa, thắc mắc qua duyên sự mà nào mà nói chuyện ha. Rồi, Ngài Hòa Thượng Giới Đức đọc phổ thơ lục bát thế này: ai người trú niệm tinh cần, ai người siêu thoát diệu phần vô vi, ai người đức hành chánh tri, ma vương chẳng thấy đường đi lối về. Ai người trú niệm tinh cần, ai người siêu thoát diệu phần vô vi, ai người đức hành chánh tri, ma vương chẳng thấy đường đi lối về. Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ ngũ ngôn: những ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh tri chân giải thoát, ác ma không thấy được. Những ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh tri chân giải thoát, ác ma không thấy được. Rồi, bây giờ
chúng ta hãy đi vào duyên sự và thắc mắc. Thì trong duyên sự này chúng ta có thời gian. Câu Phật ngôn 57. Tại sao hơi rắc rối ha? Chúng ta tìm hiểu. Khi mà Đức Phật ngự tại Trúc Lâm, và cái chùa Trúc Lâm này, quý vị còn nhớ ai là người xây dựng ra cái chùa Trúc Lâm không? Chùa Trúc Lâm này có phải ở thành Sawatthi hay không? Ông Cấp Cô ha? Ông Cấp Cô đọc thì xây chùa Kỳ Viên ở tại Sawatthi. Còn đây là vua Bình Sa, Bimbisara. Và vua Bimbisara này chỉ Bimbisara, đâu phải chữ Bích đâu. Sư Kim Nhung mà biết là Bimbích hả? Bimbisara, Bình Sa hả? Vua Bình Sa thì xây dựng cái chùa Trúc Lâm ở thành Rajagaha ở Vườn Sa. Thì chính tại cái vị trí này nè, chính tại cái vị trí này mà Veluvana Trúc Lâm này là một cái nơi mà hướng dẫn cho Hoàng hậu Khê Ma đi xuất gia. Quý vị nhớ rằng vua Bimbisara muốn cho hoàng hậu của mình đừng có tự mãn vì sắc đẹp, cứ nghĩ rằng mình đẹp quá đi, cho nên như có sự ngã mạn và cứ trau chuốt cái thân thể. Vua Bình Sa mới cho những nghệ nhân, cho những thi sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ tán thán và tạo cái chỗ Trúc Lâm này thành ra một cái nơi mà danh lam thắng cảnh. Những cái vẻ đẹp đó làm cho Hoàng hậu Khê Ma bước chân vào trong khi Phật đang thuyết pháp. Nhưng mà nhìn nghĩa là sợ, bởi vì Đức Phật cứ nói rằng cái thân này 32 thể trực nhơ quế xấu xa hôi thối, cho nên né Đức Phật. Nhưng mà tình cờ khi đi vô đó thì Đức Phật đang thuyết pháp, len láng nhìn vào Đức Phật thì thấy có một nữ nhân tuyệt sắc đang cầm cái quạt quạt Đức Phật. Thì khi thấy cái người thiếu nữ kia quạt Đức Phật, quạt hầu cho Đức Phật, nhìn của ta đẹp quá đi, mà cái sắc đẹp của cô đó do thần thông của Đức Phật tạo ra, đẹp hơn cả hoàng hậu Khê Ma. Cho cô ta cứ nhìn đi cái nữ nhân đó, rồi cái sự vô thường chi phối từ một thiếu nữ trở qua trung niên, trở qua lão niên, rồi sự lão hóa làm cho mòn mỏi, lưng còm xuống, mặt nhăn nheo, rồi xuất hiện một cái tử thi nằm xuống dưới chân của Đức Phật. Sự vô thường nó biến đổi nhanh chóng quá, làm cho hoàng hậu Khê Ma mới giật mình. Mới đó mà thấy chết queo rồi. Rồi cô ta mới kinh cảm, cái thân xác mình cũng vậy thôi. Và cô ta xin Đức Phật xuất gia. Xin Đức Phật xuất gia. Rồi đó là một ấn tượng để chúng ta nhớ rằng Trúc Lâm Quê Lũ Quán Á, nơi Hoàng hậu Khê Ma đã xuất gia. Rồi tại Trúc Lâm này, Phật ngài ngự đó và ngài đề cập đến sự ra đi của ngài Vô Thi Ca. Chúng ta hãy nhớ cái tên vị này ha, Vô Thi Ca. Đó chắc là Sư Ca Như Quỳnh đã đưa lên ha. Đừng có nghĩ tới cái vấn đề tiếng Việt là người ta dịch là
cô đẹp, cô đẹp. À, nếu mà tiếng Việt như vậy thì nghe kỳ cục quá thôi. Tên người ta để nguyên đi, Vô Thích Ca. À, ngài Vô Thích Ca này có gì đặc biệt mà Đức Phật nhắc đến? Ngài Vô Thích Ca an cư ở làng Kalasila. À, thì ca lá là màu đen ha, mà xí là cục đá, mà ở nơi cái làng mà đá đen à, trên một cái sườn đồi Isigiri. À, bởi vì ở trên cái sườn núi Isigiri này là có cái tảng đá đen này, ca lá xí la này, cho nên ngài Vô Thích Ca ngài tinh tấn tu tập ở cái tảng đá này. Ngài thực hành Tháp Đầu Đà, tinh tấn hành đạo có một mình, cho nên ngài đã chứng đạt trên cái tâm giải thoát. Mà cái tâm giải thoát này chỉ chứng đạt tạm thời chứ không phải là một cách lâu dài. À, chắc là Jeto Mutin. Nhưng mà ngài vì sức khỏe, vì một cái chứng bệnh kinh niên làm cho xa suốt đi cái pháp mà mình đã chứng. À, tức là khi khỏe thì đạt được, nhưng mà do sức khỏe rồi nó cũng bị đám. Ngài mới tức mình thực hành theo lần thứ nhì, lần thứ ba cho đến sáu lần mà cũng không chứng cái đắc, mà cái pháp mình đã chứng mà bị mất đi. Đến lần thứ bảy thì ngài mới phát lên sự suy nghĩ, ta đã sáu lần rớt ra khỏi đề mục, một hành giả mà rớt ra khỏi cái đề mục thì cái cảnh giới tái sanh kể như là bất định. Vậy thì bây giờ ta phải dùng đến lưỡi dao mới được. Thế là ngài lấy con dao cạo tóc nằm trên giường, định cắt đứt cái cuốn họng của mình. Khi đó Ma Vương biết được cái tâm niệm của ngài Vô Thích Ca, mới nghĩ rằng một vị tỳ khưu mà có ý định lấy dao rồi tận diệt cái mạng sống của mình, ông ấy mà an tâm vào minh sát tuệ thì chắc phải đắc A-la-hán. Nếu mà ta đứng ra cản ông ấy thì chắc ông ấy không chịu nghe lời ta, chi bằng ta hãy mượn Đức Bổn Sư cản ngăn ông ta. Rồi Ma Vương mới hóa thân thành ra một người khách lạ đến gần Đức Bổn Sư và nói lên như vậy: kính bạch Đức Đại Hùng Đại Kỷ, bậc uy danh lừng lẫy khắp nơi, bậc đã qua quán cụ biển đời, bậc hữu nhãn tôi thời đảnh lễ, bậc đại hùng trong hàng môn đệ của ngài từng áp chế tử thần, có thiên văn muốn lìa trần, bạch ngài chẳng hề ngài cần cản ngăn, trong đạo ngài thiên văn vui vẻ, bạch Thế Tôn sao kẻ chán đời không lo tu tập đến nơi, lại toan tự vận ngài thờ biết cho. Giây phút này tôi lo ngài đó đã lấy dao để dứt mạng căn. Đức Phật biết rõ cái tên này là Ma Vương, cho nên ngài mới trả lời rằng: quả thật kẻ hiền năng làm thế, chẳng duy trì mạng để sống thừa, ái dục nhổ gốc chẳng chừa, Vô Thích Ca nhập vô dư niết bàn. Rồi Đức Phật cùng với nhiều vị tỳ khưu đi đến bên giường, cái chỗ mà ngài Vô Thích Ca nằm với lưỡi dao cắt cổ. Trong khi ấy thì ác ma muốn biết cái thức tái sanh của cái vị này trú ở đâu, cho nên mới hóa ra một luồng khói đen tỏa đi khắp các hướng để tìm cái tâm thức của ngài Vô Thích Ca.
Đức Phật chỉ làm quả đen cho các vị tỳ kheo thấy và nói rằng: này các tỳ kheo, đó là ác ma đi tìm tâm thức của Vô Thi Ca. Nó tự hỏi tâm thức của ngài Vô Thi Ca đang trú ở nơi đâu. Này các tỳ kheo, tỳ kheo Vô Thi Ca đã nhập vô dư niết bàn rồi, cho nên tâm thức không còn trú nơi đâu nữa. Dầu là Ma Vương, y cũng sẽ tìm thấy tâm thức của ngài Vô Thi Ca. Rồi tức mình, nó hiện hình là một thanh niên tay ôm cây đàn tỳ bà vàng lợt, đến gần bậc đạo sư và hỏi rằng: đường lên xuống bằng ngang hay dọc, khắp hướng phương xó khóc gần xa, túi tiền không gặp ông ta, chẳng hay Vô Thi Ca đi qua cõi nào. Đức Phật mới trả lời: người trí tuệ hùng hào cương nghị, thằng vui thiền mấy vị vui thiền, đêm ngày mài miệt cần chuyên, không tha mạng sống cần chuyên dài dòng, thắng phục được binh rồng thần chết, đường tái sanh đã hết bước đi, ái dục bướng tốt còn chi, Vô Thi Ca nhập vô dư niết bàn. Nghe vậy ác ma đứng thở than tiếc lẽ, không vũng lầy khỏi té xuống sâu, từ đây bất hạnh khổ sầu, dạ xoa vỗ biến đi đâu mất liền. Đức Phật: ngài này ác ma, ngươi đừng có luống công đi tìm cái chỗ tái sanh của Vô Thi Ca làm gì nữa. Quả thật dầu có 100 hay 1000 kẻ như ngươi đi tìm kiếm thì cũng không có thấy được đâu. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn năm bảy. Tê sanh sam ban na si la nang ấp pa ma da vi hà ri nang sam ma đần nhà vi mu ta nang ma ru mất gần na quỳnh đa ti. Những ai có giới hạnh an trú không phóng dật, chánh tri chân giải thoát, ác ma không tìm thấy. À, như vậy thì khi câu Phật ngôn này chấm dứt thì rất nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là sơ quả. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng tâm chứng càng cao kẻ sụp liền, bởi ngài Vô Thi Ca bình kinh niên sáu phân sức đẩy không vào định, một nhát dao đưa mới đắc thiền, quyết chí thân tàn thành thánh quả, nguyện đi nước lớn rạng dân hiền. Ma Vương ngũ quẩn, ma phiền não hết biết đường theo phải lặng yên. Rồi, như vậy thì tự vận duyên sự câu Phật ngôn 57 chúng tôi đã trình bày xong. Còn lại 7 phút, 7 phút đó thắc mắc như thế nào, Sĩ Kim có thể đưa tay đúng lúc. Còn khi nãy chưa trình bày cái duyên sự này thì quý vị còn nghi ngờ phải không? Tại sao một người tu mà phải tự sát cái thân mạng của mình, có phạm tội hay không? Chắc là thắc mắc cái chỗ này nhiều nữa. Rồi mời Sĩ Kim. Con xin kính chào Sư Trí Đức, các sư và các cô tu nữ và quý vị Phật tử trong đạo tràng. Sư, con thắc mắc cái vụ ông này tự tử. Tại con biết khi mà một người á, mà họ tự giết họ chết á, thì họ phạm giới làm cho cái người của họ như là tổn thương họ thôi, chứ chưa có đủ chi để mà phạm giới sát sanh. Tại vì họ đâu có giết họ đâu, họ thiếu một cái chi, thành ra họ chỉ có 4 chi thôi. Tại họ giết họ chứ không phải giết người khác. Nhưng mà con thắc mắc là dần là như vậy nè, trong cái câu hỏi này con nghĩ cái ông này á, ổng khi mà ổng cắt cổ ổng đau giống vậy đó, tại trong cái duyên sự này không kể rõ ràng. Khi mà ổng đưa tay lên ổng cắt cái cổ ổng, con biết cái chỗ cổ
là cái chỗ mà mạch máu chảy ra nhiều nhất. Mà khi mà nó chảy ra chỗ đó nhiều á, thì máu nó chảy ra nhanh nhiều thì con người chết nhanh hơn. Đó đó là một cái loại mà giết súc vật của đạo Muslim với sư Muslim đạo Hồi giáo á. Nó không mua thịt bò, nó không ăn thịt heo. Nó cho con heo với một số con sinh vật khác là không có sạch sẽ nó không ăn. Nhưng mà đối những con gà, con heo á, con heo nó không ăn, con bò đó, khi mà nó giết chết á, thì nó phải cắt cổ theo cái lối của nó. Chứ nó không có đập đầu hay cái gì á. Thành ra cái thịt của nó mà nó dán cái chữ ha bo đó, thì là có nghĩa là cái thịt đó, cái người mà đạo của nó đó, đạo bút riêng của nó, nhìn cái chữ đóng dấu vô đó thì biết cái thịt đó nó ăn được. Thì nó hỏi, có hỏi con thắc mắc tại sao mà nó phải cắt cổ mấy con bò, mấy con gà vậy đó. Nó nói thì cái chỗ đó là chỗ máu ra nhanh nhất thì con người sẽ chết mau nhất và ít đau đớn hơn. Thì có thể cái ông sư này, ổng ở trong thứ Ấn Độ ngày đó, thì lúc Hindu, mấy cái đạo Muslim nó nhiều lắm, của bà La Môn nó nhiều lắm. Thì nó ổng hiểu đó, ổng cắt cái cổ ông ấy thì máu ra nhiều, ổng chết nhanh. Khi mà ổng chết nhanh giống vậy, con nghĩ chỉ có bạc mà đầy đủ ta la mặt rồi họ làm cái này mới thành tựu được, chứ người thường không thành tựu nổi đâu. Khi mà cắt cổ máu chảy tràn lan, người bình thường thấy máu thì sợ lắm, run lắm, chết cũng run, không có tập trung được cái ý được. Nhưng mà với vị này á, ổng đã thành tựu, nhưng mà không có lâu ổng bị mắc. Rồi ổng cố gắng 6 lần tới lần thứ 7 ổng quyết định như vậy thì ổng mới thành bậc A La Hán. Thì con nghĩ rằng tại sao ổng không cắt tay hay là ổng tự đâm vô bụng ổng giống như mấy thằng Nhật vậy, đâm vô bụng tự giật chết vậy đó, mà ổng cắt cổ ổng. Thì con nghĩ vấn đề cắt cổ này là để ổng cho chết nhanh, không có phải đau đớn, ổng không phải, cái tâm của ổng không bị phân trí nhiều. Thì con thắc mắc vậy thôi. Dạ con cũng thấy gần hết giờ rồi, con xin trả máy đi cho sư ạ. Alo, 1, 2, 3. Tại sao không nói cho hết giờ luôn hả? Mà còn có 3 phút nữa rồi mới giao micro. Trong cái thân này là hữu ngã hay vô ngã, mình đâu có làm chủ được chính mình. Đã từng chứng thiền mà bây giờ bị bệnh, mà bệnh này bệnh kinh niên, cho nên bị sa sút. Khi mà cái thể xác và cái tâm thức này nó không quân bình với nhau, tứ đại bất hòa, cho nên cái bệnh hoạn nó chi phối, làm cho ông ta bực mình và cảm thấy rằng cố gắng quán thọ thị khổ, phải lấy cái khổ ra làm cái đề tài để mà tu tập. Thì máu chảy như vậy ruột mềm vậy, máu chảy như vậy thì quán về cái khổ đó của cái thân sinh tử này để mà tu tập. Khi quán như vậy thì trong những cái giây phút ngắn ngủi đó, ông ta chứng đắc thánh quả A La Hán. Mà khi chứng đắc thánh quả A La Hán thì ác ma nó mới nói rằng đệ tử của Đức Phật không sát sanh, giống như Sư Kiên muốn nói vậy, không sát sanh tại sao mà tự sát bản thân của mình, như vậy là không có từ bi, thì mới mét với Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật đã hiểu cái vấn đề này, đi tìm cái thức tái sanh của cái vị Gotika này, mà đã nhập vô dư rồi thì sao mà kiếm được. Còn trong tam giới thì còn tìm được, Ma Vương có quyền chinh phục, ngự trị, nhưng mà ra khỏi tam giới thì sao tìm được. Thì đây cũng là một cái trường hợp mà không riêng gì Sĩ Kim thắc mắc, mà trong đạo tràng của chúng ta nhiều người thắc mắc. Sự thắc mắc này để dành ngày mai ha. Ngày mai gặp ngày Lữ Tông đi. Rồi giữ thắc mắc tại sao mà tu phải cắt cổ vậy. Cái cắt cổ của Ngài Vô Thí Cá là cắt
Bụt Tha Dạ Dạ Cắt Cổ Vì Thánh Tăng Cắt Cổ mà Ngài Chí Đức thì rất nét luôn. Dạ Cắt Cổ chết rồi. Dạ rất nét luôn. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con thấy đồng hồ con đã 6 giờ 31 phút rồi. Chờ trong vòng 1 phút Ngài không trở lại con kết thúc luôn. Đạo Tràng có đồng ý không? Dạ có đồng ý kết thúc luôn không? Cho Ngài nghỉ luôn không? Nghỉ ngơi không? Dạ vậy cảm ơn Đạo Tràng. Dạ con xin phép được kết thúc buổi học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đánh giới tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đệ Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam Truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chùa Viên Giác, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam Truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần nước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh nang bầu đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành. Dạ con nghe. Dạ con biết rồi, con đang hồi hướng. Đạo quả sớm viên thành và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thời dụng đồng điều nhau cả thảy. Ý đăng muôn nhân nibbana sambat cha yo ho tu. Ý đăng muôn nhân nibbana sambat cha yo ho tu. Ý đăng muôn nhân nibbana sambat cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng kính pháp, kệ kinh hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong đức chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật Tam Truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rơm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sở thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính tri ân quý ngài, nhiều quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam Truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con kính chúc quý ngài, nhiều quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ con kính chào tạm biệt đạo tràng. Dạ con cũng xin phép được khép cửa trong trong vài giây tới. Hôm nay con không để bài kỳ kinh. Kính mong quý ngài và quý vị hoan hỷ cho con. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ.